một câu chạy bát Rodeo tù bát. Từ tiền tuyến tôi về thăm căn nhà ngoài ô, thấy lòng thương vô bờ. Chàng nhớ đó cũng còn đường này đây, cũng mái nhà này đây, mà sao kỷ niệm đây. À, bát 3 2 1 chia 5 buông nè, là si 2 3 đô dây 4 nè, mi rồi đi ngược lại ha, đô si la. Đó, chúng ta có bát tới nè, là si đô là nó tới đó, rồi mi đô si la. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để cùng tập đàn với guitar 5 phút. Đàn dây sắt mà nếu mà anh em đau tay quá đó thì sau khi chỉnh dây đàn xong, anh em dùng cabo kẹp ngăn 1 bấm nó sẽ êm hơn rất nhiều. Phát 3 móc lên, 1 2 và cứ vậy. Phải chuyển hợp âm trước. Là ví dụ nhìn lá me bay là chúng ta vô ngay chữ bay nè. Nhìn lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình. Ngày đó quen bắt bao hai, tình trên tông bắt bao hai, đôi mắt thơ ngây, hoa nắng ươm đầy, đẹp tựa như lá me bay, nên tình anh trót say. Bấm đăng ký theo dõi kênh, lu về máy, từ từ mình tập. Nếu dây đàn guitar của anh chị bị rỉ sét, bị rít, đánh nó còn không còn hay được nữa thì đừng có lo, cần nhấc điện thoại lên và đặt cái số bên dưới, bên em sẽ giao dây tận nơi đến quý anh chị và các bạn. Hai bộ dây được yêu thích nhất hãng của Alice có chốt các chìm Alice này. Hai bộ dây này chỉ có 150.000 và được miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ tặng thêm một cái giáo trình để chúng ta học đàn cùng với chương trình Guitar 5 phút, có những cái thế tay hợp âm bên đây nha, tặng giáo trình nè, rồi tặng cái tay quay để chúng tay quay này để chúng ta vô dây cho nó đẹp nè, vô dây quấn nhiều vòng. Dây 1, 2 quấn nhiều dòng sẽ khó đứt và bền hơn. Tặng kèm một cái hộp bích với hai cái bích. Hai bộ dây chính hãng tặng thêm 3 món nữa mà chỉ có 150.000 thôi. Miễn phí vận chuyển đến quý anh chị các bạn luôn. Nhanh tay đặt hàng để nhận được những ưu đãi sớm nhất nha. Cảm ơn quý anh chị các bạn rất nhiều. Chỉ cần 4 thế tay là chơi được những bài hát rất là hay. Thế tay đầu tiên G, D, E, M, C. Dây bass đánh mạnh hơn chút xíu và nhịp chân theo ạ. Xưa ba bé hơn đàn, nghe guitar rung lên không bao giờ sao lắng. Dây buôn dây bấm ngân vang, âm thanh đi khắp không gian. Piano lại khó hơn nhiều, thêm đôi tay nhỏ bé hơn biết bao nhiêu. Vẫn nước trên mặt đàn, vẫn nước mơ ngập tràn. Yêu thương đi khắp không gian. Khi ba lên 8 lên 10, chúng ta đang tiến bộ mỗi ngày, đều đặn mỗi ngày một chút cùng với chương trình Guitar 5 phút. Nhớ là bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo và cho chúng ta một like nha. Cảm ơn rất nhiều. Lớp Nano Bolis. Lớp Nano Bolis và bộ dây này là AWR486. Đó, dây đó là dây kim loại acoustic nha. Quý chị, acoustic là dây kim loại hết. Đó. Tặng kèm một cái tay quay cho anh em để em quay thuận tiện, quay được nhiều vòng hơn và nó không mỏi tay. Như vậy thì dây của chúng ta mới bền được. Tặng thêm một cái hộp bích và hai cái bích để chúng ta dán vào khi mà chúng ta muốn đánh bích. Tặng kèm một cái giáo trình để chúng ta học đàn. Cần ngồi ở nhà nhấc điện thoại lên và bấm đặt hàng sẽ được giao tận nơi quý anh chị các bạn. Giá 229.000, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Chúng ta mà đã có đàn rồi thì chắc chắn chúng ta sẽ chơi được nha quý anh chị và các bạn. Chỉ cần mỗi tối chúng ta siêng năng một xíu, chúng ta chạy ngón cho nó êm chút xíu thôi. Không có nhiều thời gian của anh chị đâu. Lấy ra chúng ta chạy cua bò ha. Sau đó chúng ta vô cái bài hát mình yêu thích luôn, bằng cách là chuyển hợp âm bên tay trái trước, tay trái trước nha chứ không phải tay phải. Tay phải chúng ta chỉ cần rẽ nhẹ xuống nè. Ví dụ em ơi có bao nhiêu, là âm son trưởng si nè. 60 năm cuộc đời chúng ta để xuống rê, 20 năm đầu si đầu trưởng, sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu thương cao vời vời, 20 năm cuối là bao. Khi bài hát nào cũng vậy, chúng ta phải tập chuyển hợp âm tay trái của bài hát đó dễ trước, theo nhịp là từ từ chúng ta sẽ chơi được thôi. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo cùng với chương trình Guitar 5 phút.
Dạ thưa quý vị, mỗi lần mà nhà em muốn hát karaoke ha, đây dây rất là dài nhưng mà rất lòng thòng mà chỉ có một cái micro thôi, nên là em không xài cái micro có dây nữa. Bây giờ là đời mới rồi, xài micro không có dây. Bật lên nè, cho nó sáng đèn, và xài hai cái micro không dây luôn. Cục ngay thì chúng ta cắm vô loa kẹo kéo hay là cắm vô bất kỳ âm ly nào cũng được. Cắm các xin phép đi xa để thử một lúc hai micro cho mọi người xem nha. Tình yêu đó vội vãi vào sương gió, những đêm mưa tinh nhỏ người nhớ tôi không cho tâm tình thường hay ngó. Đường tan về chung phố những lúc trời chiều đổ mưa. Micro đời mới thì rất là tiện lợi luôn, chúng hết pin thì chúng ta sạc trực tiếp trên cái micro này luôn, là tuyệt vời, không cần phải mua pin gì hết. Cặp micro nha, hai cái micro thế hệ mới nhất luôn, chỉ với giá 599.000 đồng miễn phí vận chuyển toàn quốc. Quý anh chị có thể đặt hàng nhanh tay ở bên dưới ạ. Một công thức quạt những bài nhạc ballad. Ngang 1, thế tay đô trưởng. Đủ 4 nhịp nha. 1. Xuống, xuống, lên xuống, xuống, xuống lên. Kỷ niệm xưa em ơi nhớ chăng, bao lời yêu đã nói hôm nào. Từng cơn mưa đôi ta có nhau, phút giây thần tiên. Nhịp chân nhờ. Giờ mình ăn trên con phố xưa, ngồi lặng lẽ ngắm mây dần trôi. Mặc cho thời gian hờ hững, so nhau mãi đâu. Chuyện tình yêu đôi ta sẽ đôi, bao lời yêu đã không thành rồi. Quạt là chúng ta phải tập sâu cùng hết. Khi mà chúng ta đã làm quen với bài hát nhiều lần, nên khi theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo.